Hi, it's me, Hannah from IELTS. Xin chào bạn là cô Hannah. Và trong video clip ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn cho các bạn cách phân tích bài dưới đây để lập dành ý cũng như paraphrase cho dạng bài Problem and Solution. Bài tập Aging Population nói về dân số già. Đây là một thực trạng đang xảy ra ở các quốc gia đã phát triển để chúng ta cùng xem đề bài đặt vấn đề gì và yêu cầu chúng ta làm gì nhé. In the developed world, average life expectancy is increasing. What problems will this cause for individuals and society? Suggest some measures that could be taken to reduce the impact of aging populations. Ở các quốc gia, a world, ở đây là thế giới đã phát triển, là mình hiểu là ở các quốc gia đã phát triển ha. Tuổi thọ trung bình thì đang tăng. Vậy thì vấn đề mà nó sẽ gây ra cho cá nhân và xã hội là gì? Đề xuất một vài giải pháp có thể thực hiện để giải quyết ảnh hưởng của dân số già. Rồi, bây giờ chúng ta thấy là đây là thực trạng của đề bài đưa ra. Ở các quốc gia đã phát triển và tuổi thọ trung bình thì đang gia tăng. Như vậy cô sẽ bôi màu đỏ cho cái phần này. Đề bài hỏi problems, vấn đề mà nó gây ra cho cá nhân và xã hội là gì? Và measures. Như vậy những cái từ này, những từ có in đỏ như thế này, màu vàng như thế này thì chúng ta cần phải paraphrase. Rồi trước khi mà mình suy nghĩ bất cứ một cái idea nào thì chúng ta paraphrase. Và khi đi thi thì các bạn dành từ 3 tới 5 phút nha để mình paraphrase. Paraphrase một lần luôn, sau đó mình dùng trong cả bài của mình. Ở thế giới phát triển này, đó các bạn có thể paraphrase từ này thành từ gì? In the developed world thì nó có thể bằng với từ là ở các quốc gia đã phát triển, in the developed countries, hoặc là ở các quốc gia công nghiệp hóa, in the công nghiệp hóa là industrialized countries, ở các quốc gia công nghiệp hóa. In western countries cũng được, ở các quốc gia phương Tây thì thường sẽ phát triển hơn. Đó là một vài cách mình paraphrase. Tuổi thọ trung bình, mình có từ life expectancy là tuổi thọ, average, tuổi thọ trung bình thì đang tăng. Thì bây giờ mình sẽ paraphrase, nếu mà paraphrase là từ đồng nghĩa thì mình sẽ phải tìm từ nào đồng nghĩa với từ tuổi thọ. Life expectancy sẽ đồng nghĩa với từ lifetime, tuổi thọ. Đây, như vậy cô sẽ cho một cái từ đồng nghĩa, đó là average lifetime is on the rise, thì đang tăng. Increasing đang tăng, tức là is on the rise, đang trong mức tăng. Thì đây là một cách paraphrase trực tiếp cấu trúc ngữ pháp luôn, nhưng mà chỉ sử dụng từ đồng nghĩa. Thì bây giờ có paraphrase hình thức tiếp theo nha. Thì mình thấy là tuổi thọ gia tăng, đúng không nào? Người ta sử dụng danh từ sau đó là tăng, tuổi thọ gia tăng, tức là con người ta sống lâu hơn, đúng không nào? Tức là tuổi thọ gia tăng, tức là con người ta có xu hướng là đang sống lâu hơn, sống lâu hơn nên với tuổi thọ mới tăng. Như vậy là people có xu hướng là tend to, tức là khi người ta sử dụng tiếp diễn đang như thế này, các bạn sẽ paraphrase từ tend to, đang có xu hướng như thế. People tend to, danh từ life expectancy cô đưa vào động từ, đó là động từ live, và đang tăng tức là sống lâu hơn. People tend to live longer. Thì đây là câu của paraphrase theo kiểu thay đổi cấu trúc ha. Danh từ life đưa vào động từ live. Đó là một cách ha. Tuổi thọ tăng. Bây giờ cô sẽ có một vài từ đề cập tới người già, dân số già ở đây ha. Aging populations, dân số già tức là người già đó. Người già thì mình có một vài cách diễn đạt như sau. Senior citizens, công dân thâm niên. Senior members, thành viên thâm niên trong xã hội ha. Older citizens, công dân lớn tuổi rồi. People of the retirement age, người thuộc độ tuổi nghỉ hưu. Thường ở Việt Nam thì khoảng 60 tuổi trở lên, 60 tuổi là bắt đầu nghỉ hưu rồi ha. Người thuộc độ tuổi nghỉ hưu tức là khoảng 60 tuổi trở lên. Elderly people, người già. Older people cũng là người già. Hoặc là pensioners, là người nhận lương hưu. Bởi vì nhắc tới cái vấn đề là dân số già, ảnh hưởng của nó là gì, tức là người ta đang đề cập tới những người nhận lương hưu ha. Rồi ngoài ra thì bây giờ cô sẽ paraphrase theo ý ha, để mình có thể có một vài cách paraphrase thêm. Ở đây là một vài thông tin trong báo chí, người ta nói là số người độ tuổi 60 và già hơn nữa trên thế giới thì đang gấp đôi kể từ năm 1980 ha. The number of people 60 and older on earth has doubled since 1980. Rồi nhịp già
nhịp nhịp pace, pace ở đây là tốc độ, là cái nhịp, nói về cái tốc độ già hóa một cách nhanh chưa từng thấy. Unprecedented, tính từ chưa từng thấy trước đây ha. Em chỉ là cái tốc độ già chưa từng thấy trước đây. The unprecedented pace of aging. Dân số gia tăng về người già, the increasing population of older people, hoặc là sự gia tăng nhanh chóng, cô cũng đưa về cấu trúc danh từ sẽ là a rapid growth in the very oldest, trong những người già, những người rất già luôn. Thì đó là một vài cách mà cô hướng dẫn cho các bạn paraphrase của đề tài này. Ngoài ra mình có từ problems, vấn đề, ở đây thì các bạn có thể paraphrase trong cái buổi hôm trước cô hướng dẫn về những collocations từ đồng nghĩa với từ problems rồi. Thì đối với cái vấn đề này ảnh hưởng tới nhiều người như thế này thì chúng ta có thể paraphrase thành từ issue ha, hoặc là những thách thức, đúng không nè, challenges, difficulties, những chướng ngại vật, những khó khăn. Thì từ đó setbacks, obstacles, không phù hợp lắm mà. Mình có thể nói là difficulties, challenges, pressures, áp lực này, áp lực lên cá nhân và xã hội, từ pressures rất là phù hợp, hoặc là issue. Rồi tiếp theo là từ measures, giải pháp, thì chúng ta có từ như là solution ha, giải pháp khả thi đi, thì chúng ta có từ feasible solutions, giải pháp lý tưởng, ideal solutions, ideal solutions, vân vân. Rồi, đó là chúng ta xong phần paraphrase ha. Thì các bạn sẽ paraphrase phần này trong vòng từ 3 tới 5 phút khi đi thi thật. Tiếp theo, từ khoảng 5 tới 7 phút các bạn suy nghĩ dàn ý ha, viết ra những thông tin chính. Còn lại khoảng từ 25 tới 30 phút trong phần đi thi thì chúng ta có tổng cộng 40 phút cho phần written test 2 mà. Trong phần paraphrase từ 3 đến 5 phút, planning từ 5 tới 7 phút thì cũng phải hết maximum là khoảng 12 phút rồi. Thì còn khoảng 28 phút, nói chung là khoảng 30 phút còn lại thì các bạn sẽ tập trung viết bài ha. Khi đó chỉ có tập trung viết bài theo lý trí, theo dàn ý để sao mà có đa dạng cấu trúc ngữ pháp và có thể áp dụng được các từ vựng. Bài này thì chúng ta sẽ áp dụng từ vựng về society, về xã hội mà các bạn sẽ xem trong phần clip tiếp theo nhé. Rồi bây giờ chúng ta qua phần lập dàn ý, brainstorming. Trước hết thì chúng ta sẽ thảo luận phần problems, những vấn đề. Và trong đề bài có gợi ý là những áp lực, những vấn đề gây ra cho cá nhân và xã hội, đúng không nào? Như vậy là trước hết cô sẽ tìm những vấn đề ảnh hưởng đến cá nhân. Cá nhân về vấn đề tuổi thọ gia tăng và cá nhân thì cá nhân ảnh hưởng như thế nào? Thì chúng ta thấy là nếu mà gia đình đó mà có bố mẹ lớn tuổi thì khi đó người trẻ, những người trong gia đình, mỗi cá nhân như thế thì phải gặp những khó khăn ha. Đó là phải chăm sóc người già trong gia đình của họ, đúng không nào? Ngoài ra, ngoài cái việc dành thời gian chăm sóc, ngoài sức lực, dành công sức chăm sóc, thì người trẻ còn gặp một vấn đề nào nữa nè? Khi mà dân số già tăng thì cá nhân gặp vấn đề nào nữa nè? Rồi, vấn đề đầu tiên, look after elderly relatives or hire home health care assistant. Họ phải chăm sóc người già, bà con người già của họ, hoặc là họ phải thuê người chăm sóc sức khỏe tại nhà, vân vân. Rồi ngoài ra một cái áp lực chung đó là khi mà dân số tăng, thì các bạn thấy là khi số người già tăng đó, thì mỗi cá nhân, bỏ người già ra thì mỗi cá nhân thì sẽ gặp một cái vấn đề, đó là shoulder a higher tax burden, sẽ gánh áp lực thuế cao hơn. Bởi vì sao? Mình có thể giải thích ra. Bởi vì khi mà người già tăng thì chính phủ phải chi thuế cho người già đó, tức là trả lương hưu rất là nhiều, ngày càng đông, thì chính phủ lại phải dành ngân sách quốc gia để mà trả lương hưu trí, trả cho chăm sóc y tế, nursing homes, viện dưỡng lão vân vân cho người già, dẫn tới là ngân sách quốc gia eo hẹp. Và để mà ngân sách quốc gia không eo hẹp nữa thì khi đó chính phủ đánh thuế cao hơn lên cho những người trẻ đang lao động đó. Như vậy chính mỗi cá nhân này thì người ta sẽ phải gánh nặng thuế nhiều hơn. Mình lấy Nhật Bản là một ví dụ điển hình như vậy đó ha. Rồi tiếp theo mình suy nghĩ về những áp lực cho xã hội. Một xã hội mà khi mà dân số quốc gia già như thế, xã hội ha sẽ phải làm gì? Xã hội sẽ put a pressure on, sẽ đặt áp lực cho việc allocating the national budget for vital health care, thì sẽ chịu áp lực, be put under pressure, chịu áp lực về việc phân bổ nguồn tài chính
nguồn ngân sách quốc gia cho việc chăm sóc sức khỏe của người già. Thì mình có từ vital ở đây ám chỉ sức khỏe, chăm sóc sức khỏe quan trọng, mà quan trọng khi mà dân số già đó là chăm sóc sức khỏe người già ha. The national budget, ngân sách quốc gia. Rồi tiếp tục, chúng ta xem giải pháp có thể là gì. Mình suy nghĩ tới các quốc gia đã phát triển mà có dân số người già rất là đông, ví dụ như Nhật Bản, các quốc gia châu Âu ha, đó, Canada, Mỹ, các quốc gia như thế, thì chúng ta thấy là giải pháp để mà ngăn chặn những ảnh hưởng của việc dân số già là gì? Cá nhân phải đóng thuế nhiều hơn, người dân của họ, người trẻ dân của họ phải đóng thuế nhiều. Chính phủ thì gặp ngân sách quốc gia eo hẹp. Vậy để giải quyết vấn đề đó thì chúng ta làm gì đây? Đầu tiên, dịch tận gốc rễ, đó là phải giảm số lượng người nghỉ hưu, ha, đúng không nào? Tức là tăng độ tuổi nghỉ hưu lên. The stage pension age will rise. Perhaps mình có thể giảm, tránh tuyệt đối hóa từ will thành từ perhaps, rise, vân vân, hay là should rise, vân vân. Thì tuổi mà có thể nhận lương hưu sẽ tăng lên. Bởi vì sao lại tăng lên như thế? Thay vì 60 tuổi bình thường đã được nghỉ hưu thì bây giờ tăng lên 65, 70. Thì khi đó cái phần trăm mà chính phủ trả cho những ngân sách hưu trí cho người già sẽ giảm lên nhiều, đúng không nào? Vì sao lại tăng? Thì mình nói là medical advances and health problems might allow elderly people to stay healthy and work for longer. Như vậy, những tiến bộ về y học cũng như là chương trình chăm sóc sức khỏe tốt sẽ cho phép người già khỏe mạnh và làm việc lâu hơn ha. Thì khi đó thì tuổi thọ của họ, khi đó thì tuổi thọ họ tăng và cái tuổi mà được hưởng hưu trí cũng nên tăng ha, để giải quyết vấn đề này. Thì đây là phương pháp trực tiếp. Ngoài ra, để giảm áp lực cho xã hội và mỗi cá nhân thì chúng ta có một giải pháp khác mà các quốc gia đã phát triển đang làm, đó là khuyến khích nhập xuất khẩu lao động đó, khuyến khích nhập cư những lao động trẻ. Governments should encourage immigration. Họ sẽ thu hút những người trẻ lao động vào quốc gia, sẽ bù đắp cho những phần thiếu hụt, và đặc biệt là những người trẻ lao động này sẽ phải đóng thuế, và thuế đó sẽ sử dụng cho quốc gia đó, đúng không nào? Đó, như vậy là sẽ có người trẻ lao động đóng thuế, cũng như là có người để mà chăm sóc cho những người già đó. Và mình giải thích ra cái phương pháp nhập cư này thì ảnh hưởng như thế nào, thì nó sẽ tác dụng của nó là increase the number of younger adults, tăng số lượng người trẻ hơn đó. Thì đó là hai cái giải pháp chính mà cô suy nghĩ và đưa ra cho các bạn. Bây giờ chúng ta có thể brainstorming ha, chúng ta có thể suy nghĩ, think out of the box, và suy nghĩ những cái phương pháp sáng tạo hơn. Có thể các bạn đưa ra một giải pháp, đó là chế robots, chế những con robot để mà nó có thể lao động thay cho con người, chăm sóc người già, cũng như là nó đóng góp tích cực. Khi đó người trẻ sẽ đỡ phải vất vả, đỡ phải làm việc nhiều, ngoài ra tăng tính năng suất nữa. Một người làm thì có thể nhờ thêm máy móc và đem lại hiệu quả làm việc tốt hơn, thu nhập cao hơn, ví dụ thế. Thì đó cũng là một giải pháp hay, đúng không nào? Rồi, các bạn có thể suy nghĩ thêm nhiều giải pháp nữa và hoàn thành bài viết của mình. Rồi, đó là xong cái phần mà cô hướng dẫn cho các bạn, bố cục phần paraphrase và phần lập dàn ý. Mình sẽ học theo phương pháp brainstorming dạng mind map như thế này để chúng ta có thể nhớ ý và nhớ từ vựng tốt hơn. Hy vọng các bạn có thể hiểu và làm bài, áp dụng làm bài tốt. Và video clip đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Thanks for watching and see you in my next video.